Xin chào anh em là Hoàng Phương và em là shop ống nhòm chuyên ống nhòm chính hãng. Và đợt này thì anh em theo yêu cầu của anh em bảo là em Phương ơi, em có thể order giúp anh về Nikon M7 hay là Modok 7 không? Thì nay thì em order từ bên Nhật về, từ tận xưởng bên Nhật về luôn anh em nhé. Em có giá là tận gốc từ bên Nhật nhưng là giá rất là tốt, cực tốt cho anh em luôn. Em về được tầm khoảng đủ tất cả mẫu P7 này, M7, Modok M7 này. M7 em về được tầm khoảng 8 con, 8-9 con gì đấy. Và con phiên bản P7 em về được tầm khoảng 6-7 con gì đấy. Tầm 7 con nhau anh em ạ. Thì nay thì em lên video để trả đơn cho anh em. Về anh em những anh nào đặt hàng bên em thì anh em chú ý nhận hàng để nhận hàng con M7 và P7 anh em nhé. Thì hai con M7, P7 này thì bên em thì bán cực giá, cực tốt cho anh em, giá cực sát cho anh em luôn. Thì giá rất tốt cho anh em về được toàn Nikon thôi. Một thùng Nikon, một thùng M7 thì rất là tốt cho anh em. Đây này, khi hàng hóa bên em ấy, nhận hàng chuyển hàng đi ấy, thì sẽ được một cái hóa đơn bảo hành này, bảo hành 2 năm anh em nhé. Bảo hành 2 năm của nhà shop Hoàng Phương. Và bên em thì bán hàng chính hãng cho anh em. Em bán hàng với cái tâm, cái đức để anh em kiểm tra hàng, nhận hàng kiểm tra để anh em yên tâm sử dụng bên hàng bên em. Thì hàng hóa bên em phải đảm bảo chất lượng. Đầu tiên là phải uy tín của shop đã, thì nói về chất lượng, về sản phẩm. Đây là phiên bản P7. Thôi em nói con M7 trước đi. M7 nó là hàng hot mà. Đây nhá, toàn hàng mới hết, hộp phiên full hộp với anh em nhá. Hộp mới đầy đủ anh em nhá, hộp mới hết cho anh em. Modok M7. Em không hay giá luôn anh em nhá. Thì em về rất là vui mừng về Nikon về đúng vào mùa ong cho anh em. Em có cả EK cao cấp hết anh em nhá. Thì đây này. Nikon Modok M7. Nó là phiên bản mới em nhá, phiên bản mới rất là cực tốt cho anh em luôn. Đây này. Mã vạch này, MB73-40-12 này, đầy đủ hết. Và phụ kiện đi kèm theo. Và một cái túi đựng của Nikon này. Túi đựng em nhé, Nikon này. Và một cái dây đeo bản to Nikon cao cấp. Nhìn Nikon hàng cao cấp vẫn khác hẳn anh em ạ. Và mắt đậy dập Nikon hết anh em nhé. Và sổ sách bảo hành quốc tế của nhà Nikon. Nhưng mà hàng Nikon thì giá nào nói chung là, nói chung thì hàng hóa bên em thì nói chung là tiền là nó đi đôi với chất lượng anh em nhé. Nói chung là tiền nào của đấy đấy anh em ạ. Thì anh em phải hiểu mà. Thì hàng chất lượng thì nó mà phải thông cảm về tiền của nó. Và phiên bản 14-2 trường nhìn là 6,9 độ. Nói chung là waterproof ED. Nói chung là kính phủ ED. Thì ED của nhà Nikon thì nó thiết kế là chắc chắn rồi. Thì hàng hóa bên em thì nó đảm bảo cho anh em. Em về Nikon thì cũng nhiều với anh em. Tại vì bên em thì khách quen cũng nhiều nữa. Anh em tin tưởng hàng về liên tục, bán rất là chạy. Thì anh em đảm bảo cho em. Đây anh em này, cái anh em này, cái Nikon anh em nhé. Nó cái vòng này, đây là vòng chỉnh cận nọa này. Và cái vòng khóa bướm anh em này. Cái khóa để anh em khóa, để anh em khóa ống nhòm để khóa độ nét cố định anh em. Chung là cực tốt cho anh em luôn. Chung là Nikon, nó hàng Nikon chung đảm bảo chất lượng rồi. Nikon thì em không thay giá anh em nhé. Giá cực sốc cho anh em luôn. Giá chỉ một đơn duy nhất, sale đúng một đơn duy nhất. Vì mùng 1 lấy nộp cho anh em. Em sale nhé. 11.950.000 đồng, bao ship bỏ 2 năm. Rẻ rất nhiều hơn so với shop khác. Cam kết cho anh em nào mà em rất ưu tiên cho anh em khách hàng quen, khách hàng mới bên em, khách hàng cũ bên em thì em sẽ ưu tiên giảm giá cực sâu cho anh em luôn, thì giá rất là tốt cho anh em. Thì con này thì khỏi phải chê rồi. Anh em đã tìm hiểu con ống nhòm này thì anh em là cực tốt rồi. Và anh em nào mà cần tư vấn kỹ càng hơn thì mua qua số điện thoại Zalo 0968899302 anh em nhé. Và khi anh em sử dụng hàng bên em và không may bị hay bị rơi mắt đậy ấy, thì em sẽ tặng kèm cho anh em mấy cái mắt đậy này, đây này, tặng miễn phí anh em nhé. Khi đặt hàng bên em sẽ tặng miễn phí. Và mấy cái mắt đậy hay bị rơi này, mắt đậy 42 này hay bị rơi này, em sẽ tặng kèm cho anh em một đôi mắt đậy khi đi, khi đặt ống nhòm bên em, tặng một bộ đôi anh em nhé, tặng miễn phí luôn. Nói thì cực tốt anh em nhé. Nói chung thì hàng hóa bên em thì là cực tốt rồi. Đây phiên bản P7 Posta B7 Nikon, đầy đủ mã vạch ở thân ống nhòm, phải có mã vạch thân ống nhòm là chính hãng bên Hoàng Phương anh em nhé. PP72300043317 này. Nikon 14-2, nói chung là waterproof, nói chung thì kính là tốt cho anh em. Nói chung Nikon thì hàng Nikon anh em rất là cực tốt rồi. Và em sẽ, con này thì nói chung là tiền đi đôi với chất lượng, về sản phẩm. Thì anh em nào cần kỹ càng hơn về sản phẩm Nikon Posta P7 thì anh em liên hệ cho Hoàng Phương để anh em sẽ tư vấn cho anh em một ống nhòm săn ong chuyên dụng. Khi lên mua hàng bên em, anh em không mua cũng được thì anh em cứ gọi cho em Hoàng Phương để em tư vấn cho anh em, để anh em chọn con ống nhòm săn ong chuyên dụng mà anh em chúng là cái nó là cần câu cơm để anh em đi câu, đi cần câu cơm đi săn ong và để kiếm tiền để phục vụ gia đình em nhé. Anh em nào cần tư vấn kỹ càng hơn thì book qua số điện thoại của em bên Hoàng Phương thì anh em sẽ tư vấn cho anh em về săn ong.
Riêng bạn của bên Hoàng Phương sẽ được cam kết nhận hàng, kiểm tra, test hàng, ưng ý sản phẩm nét như quảng cáo. Anh em nhận hàng cho Hoàng Phương, em là cơ sở uy tín nên chúng tôi bán hàng với cái tâm cái nước để anh em yên tâm cho em anh em nhé. Em có thể có shop giao lưu, em ở ngã tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội, và anh em nhé, số điện thoại 0968899932 anh em nhé. Cảm ơn tư vấn kỹ càng hơn. Alo cho em Hoàng Phương em nhé. Xin cảm ơn anh em. Xin chào anh em.